COVID-19 đã lắng xuống nhưng chúng ta cũng không thể là coi thường. Và nhất là trong cái dịp mà chúng ta đến với tòa giám mục cũng là khu trung tâm, những ngôi nhà chung của chúng ta, thì chúng ta càng phải ý thức điều đó hơn. Khi ở trong văn phòng chúng con ấy cũng đã chuẩn bị, thì xin nhắc tất cả quý ông bà anh chị em hôm nay đến nhận những cái phần quà trong cái dịp này, thì chúng ta sẽ thứ tự lần lượt, và chắc chắn thì buổi sáng hôm nay không ai đến đây phải về tay không. Như chúng ta đã biết, trong thời gian dịch bệnh rất nhiều người gặp khó khăn, nhiều người đã bị đẩy vào những hoàn cảnh thật là khó khăn, cũng như khó nói và khó diễn tả. Qua cái chương trình phát gạo của cây ATM gạo của tòa giám mục Bùi Chu, sáng hôm nay chúng con thực hiện dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Tô Ma Giáo Phận, chúng con đã làm được một phần nào để nguôi đi những nỗi lo âu trắc trở của những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người hoàn cảnh neo đơn. Đây là tâm tình và tấm lòng hảo tâm của Đức Cha Giáo Phận cùng Ủy ban Caritas Giáo Phận chúng con thực hiện chương trình này. Mong được gửi tới tất cả quý ông bà và anh chị em những bát cơm, chén cơm mang tình người và tình Chúa, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn mà Ban Caritas Giáo Phận đã thực hiện trong suốt những năm qua. Xin thiệp ý và thêm lời cầu nguyện cho Giáo Phận và cho Ban Caritas Giáo Phận của chúng con. Xin được cảm ơn.